Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV của mình. Và hôm nay là ngày 13 tháng 11 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Đây, gần 12 giờ rồi các bạn ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và lời đầu tiên cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đang xem video của mình và tất cả các bạn đăng ký kênh và mua sản phẩm mình suốt thời gian qua. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. Đấy, con iPhone số 6 Plus, tình trạng con máy này là còn 90% các bạn nhé. Đấy. Con này thì tất cả chức năng bình thường. Mỗi tội cái sóng ở đây là con này là bản iPhone này. iPhone 6 bản 6 Plus nhá. Con này là bản 16GB nhá. 16GB bản Mỹ này. Con này tình trạng mình cũng tải tình trạng luôn này. Con trạng này là sóng hơi bị kém một chút này. Thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. 6 Plus bản 16GB Mỹ LLA. Sóng kém một chút thì con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Chỉ mỗi tội là sóng cập kém, ví dụ mà nó hơi yếu, ví dụ các bạn mà vào trong cái khu nhiều nhà vệ sinh hay tầng hầm sẽ không thể gọi được các bạn nhé. Thì mình sẽ thanh lý giá rẻ cho các bạn là 2 triệu đồng các bạn nhé. iPhone 6 Plus. Các bạn thấy điện thoại bây giờ rẻ không ạ? Quá là rẻ luôn ạ. Nói chung là các bạn nào mà ít tiền ấy, hoặc là các bạn chưa đủ điều kiện thì các bạn có thể là chờ sang 2020. Các bạn có thể là mua điện thoại. Lúc đấy điện thoại iPhone kiểu còn rẻ như là cho các bạn ạ. Năm nay thì nó đã rẻ rồi. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì hôm nay mình có 5 thường màu trắng này. Hôm nay mình vừa thâu lại của khách xong. Hình thức cũng còn 90%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 800k các bạn nhé. iPhone 5 thường. Con này cũng là bản 16GB nhé. Con này các bạn làm một máy phụ nghe gọi cũng rất là ok nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 800k các bạn nhé. 800k iPhone 5 thường này. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S này. Con này là 6S bản 64GB các bạn nhé. Đây, con này iPhone 6S này bản 64GB này các bạn nhé. 6S màu hồng các bạn nhé. 6S màu hồng này rất là nữ tính nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn đã thích sản phẩm iPhone 6S màu hồng bản 64GB này các bạn nhé. Đây hàng mình được sớm nhất nhé. Máy hình thức còn phải 95% các bạn nhé. Máy màu hồng. Ví dụ nhà các bạn mà có ông xã bà xã, các bạn có thể mua tặng ông bà xã rất là tuyệt vời, hoặc là các bạn có thể là mua tặng người yêu hoặc người thân rất là ok các bạn nhé. Đây ạ. 6S 64GB bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.800.000 nhá. Hình thức mua hàng bên mình rất có nhiều hình thức nhá. Một là các bạn có thể liên hệ cho mình qua Zalo hoặc tin nhắn. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Số điện thoại nhà mình có hai số, một là 0966221789 này. Và hình thức và số thứ hai là 0833221789 này. Và hình thức mua bán thì các bạn có thể là một hình thức là chuyển khoản cho bên mình. Và hình thức thứ hai là các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. 6S màu hồng bản 64GB. Các bạn mình thanh lý các bạn với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là hai chiếc Oppo. Con này hai chiếc Oppo F1S này, một con màu hồng và một con màu gold. Hình thức còn 90% các bạn nhé. Được cái hai con này thì máy zin nguyên bản các bạn nhé. Zin nguyên bản chưa qua sửa chữa hay là màn cũng chưa gọi ép kính các bạn nhé. Hai con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.700.000. Cấu hình hai con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nhé. Hai con đều là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Hai con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S này nhé, các bạn ra hàng mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Được cả hai con này là máy nguyên zin nguyên bản nhé. Chưa sửa chữa hay ép kính gì các bạn nhé. Nên các bạn về thao dùng nhé, yên tâm nhé. Nói chung là dùng Oppo, Vivo hoặc là Xiaomi và cái dòng Samsung thì các bạn chỉ lập máy mới hỏng nhé. Rất là bền ạ. Những con này nó ra cũng được đôi năm rồi nhưng mà dùng rất là ok. Được cái zip cham chip nó cũng là ok nên các bạn dùng thao đập nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F9. F9 hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con này thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Oppo F9 này. Hôm nay mình vừa con này. Máy màu đỏ, hình thức còn 95%. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 3.400.000 các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 đấy nhé, các bạn cào mình sớm nhất nhé. Con này vừa hôm nay mình vừa thâu lại của khách xong. Đấy, mình thanh lý các bạn vì giá là cực kỳ là rẻ. 3.400.000 các bạn nhé, Oppo F9 nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là hai chiếc HTC M8 này. HTC M9. Sorry các bạn, HTC M9 này. Đây HTC M9 nhé. Nói chung là HTC mình thấy nhạy lắm. Nhạy kinh khủng luôn đấy. Con này là 32GB, hình như RAM 3 bộ nhớ 32GB sao ấy. HTC M9 đấy ạ. Nói chung là HTC nhanh lắm các bạn ạ. Không thấy độ trễ đâu ạ. Bạn nào thích sản phẩm HTC này nhá, thì các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhá. Tầm này thì mình cũng buồn ngủ quá rồi, mình đang muốn level nhanh để mình đi ngủ. Nhưng mình hôm nay thì cũng có mấy mẫu sản phẩm thôi. Và sản phẩm tiếp theo mình buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Lot 1S. Mi Lot 1S thì hôm nay nhà mình vừa về được hai chiếc đấy nhá. Mi Lot 1S này thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Con này được cái là trang bị là màn hình là 5,5 inch. Ví dụ nhà các bạn có ông bà bố mẹ hoặc là các em nhỏ các bạn mua thể mua về tặng ông bà bố mẹ hoặc em nhỏ ấy. Ví dụ tuổi cao mắt kém thì nhìn vào màn con này thì màn hình là màn hình chữ to này, các bạn có thể là xem rõ hơn này, hoặc là các bạn mua về em nhỏ tặng các em nhỏ xem phim rất là ok nhá. Nói chung là các tựa đề game thì trực chiến cũng giá khá là ok nhá. Hai sản phẩm Xiaomi Lot 1S này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. 1 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Lot 1S các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhá. Buồn ngủ quá. Mình đang muốn level nhanh thì mình đi ngủ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Xiaomi, con này là Xiaomi Note 5A này. Đấy, Note 5A này. Cấu hình con này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB nhá. Note 5A. Hình thức cũng khá là ok. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.200.000 các bạn nhá. Bạn nào con này thì được màn hình con này cũng là 5,5 inch nhá, màn hình rất là to nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 5A này nhá, thì các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.200.000 các bạn nhá. Đấy. Để nói chung là để thương lượng về giá tất cả các giá trực tiếp các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhá. Cũng được, Xiaomi cũng rất là bền, các bạn thiếu đập máy mới hỏng nhá. Rất là ok ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Solar EZ nhà mình có hai tên nhá. Nhà mình thì có một tên màu trắng này và một tên màu hồng này. Đấy, Solar EZ thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá cực kỳ là rẻ thôi nhá. Đấy, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình sẽ có giá như là rất ok cho các bạn, nên các bạn yên tâm về giá cả nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Solar EZ này nhá, các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, mình sẽ qua phim nghe nhạc cho các bạn xem. Nhanh lắm. Sony thì cũng nhạy lắm. Đó, mình phải nghe nhạc của các bạn nhé. Đó. Sony EZ này mình thấy dùng cũng ok mà. Đó, nhưng mà giá cho đợt thời điểm này thì rất là rẻ nhé. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình nhé, sẽ có giá những ưu đãi nhất nhé. Đấy, màn hình rất là sắc nét ạ. Đấy, các bạn nhìn này, nhìn đầu nghiêng này không có... Loa nghe nhạc thì cũng rất là ok nhé, rất là trong trẻo và sắc nét nhé. Đấy, các bạn nhìn nghiêng sẽ không có độ nhòe màn hình hay độ nhiễu. Nhìn xem nét chưa ạ. Cấu hình con Solar EZ này, cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Bạn nào thích sản phẩm Solar EZ này nhé, các bạn nghe hàng về sớm nhất nhé. Một qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này, chiếc Solar Xpomin thì nhà mình còn một chiếc màu đen này các bạn nhé. Solar Xpomin này, cấu hình con Xpomin này, cấu hình con này cũng là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Máy màu đen, hình thức cũng con này cũng đến 90% nhé, 90-95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Solar EZ này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình.
Và bây giờ thì cũng gần 12 giờ, mình cũng buồn ngủ lắm rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Các bạn xem video của mình thì hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân ít sản phẩm cũ của mình ấy, thì các bạn có thể ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc các bạn đang xem video của mình buổi tối ngủ ngon. Cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào các bạn nhé.